Nghệ sĩ yếu tố thoại Mỹ đau đớn báo tin tang sự, nghệ sĩ hữu quốc cùng showbiz xót xa khi nhận tin đàn anh qua đời. Nghệ sĩ yếu tố thoại Mỹ bất ngờ chia sẻ đôi dòng tiễn biệt dành cho nghệ sĩ Thanh Dũng, khiến khán giả không khỏi xót xa. Cụ thể, cô chia sẻ, vĩnh biệt người bạn hiền của Mỹ, người nhạc sĩ tài hoa Thanh Dũng, bạn ra đi để lại bao nỗi tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp. Thương lắm Dũng ơi, nguyện hương linh bạn sớm được về cõi Phật A-di-đà. Bài đăng của Thoại Mỹ khiến không ít khán giả ngỡ ngàng, nhiều người xót xa khi nhận tin dữ từ nữ nghệ sĩ. Nhiều netizen để lại bình luận an ủi động viên, mong Thoại Mỹ có thể vượt qua nỗi đau tinh thần cũng như gửi lời tiễn biệt đến nghệ sĩ Thanh Dũng. Trước đó, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Quốc cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình đôi dòng khi nhận tin đàn anh qua đời. Vĩnh biệt anh, một nhạc sĩ tài hoa đã kế thừa những bản nhạc quảng, những giai điệu da diết nhưng rộn ràng của sân khấu cải lương tuồng cổ Sài Gòn. Anh hiền và nhanh nhạy trong việc hòa âm phối khí và luôn uy tín mỗi khi em nhờ, giao bài đúng hẹn, Hữu Quốc chia sẻ. Nam nghệ sĩ cho biết thêm, nghệ sĩ Thanh Dũng là một niềm kiêu hãnh của gia đình. Cố nghệ sĩ đã cống hiến cả thanh xuân và cuộc đời mình cho sân khấu tuồng cổ. Nhiều nghệ sĩ trong giới như Hiếu Hiền, Hồng Trang đã gửi lời tiễn biệt đến nghệ sĩ Thanh Dũng dưới bài đăng. Mong cố nghệ sĩ có thể an nghỉ, cũng không quên động viên an ủi tinh thần người thân gia đình cố nghệ sĩ có thể vượt qua nỗi đau. Khoảng thời gian gần đây, giới nghệ sĩ liên tục đón nhận nhiều tin buồn liên tiếp. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ gạo cội không may ra đi trong thời gian dịch bệnh nguy hiểm. Giang Còi, Việt Quang, Kim Phượng ra đi để lại nỗi nhớ thương cho những người anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và người thân ở lại.